được em, nhưng mà em phải rất là khéo. Cái da thì nó sẽ khó đẩy hơn cái phế móng. Vậy sau đưa tới cái này thì nó đứt cái miếng này luôn, đứt trong góc này luôn. Không, có nghĩa là mình đẩy bằng cây dao ít một ít rồi, bây giờ mình sẽ đẩy bằng cái này nó sát vô đây. Từ ở đây kéo nhẹ ra, kéo ngược ra, ngược nhẹ. Từ ngoài này nó có cái lớp của mình, mình đã đẩy vô, nó đẩy được từ bên ngoài nó mới ra hết nguyên miếng. Mình đẩy, mình đẩy ra ngoài này, có mấy bạn mà đẩy sắn vô trong này là thứ nhất nó sẽ chảy máu, còn không thôi là nó sẽ phạm cái móng thật của người ta. Thank you.